Hello, hello. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Vâng, mình đặt nghiêm túc đây. Thì như đã hứa trong video trước, đây là cái video về ấm trần can level 8. Thì thực sự là cái thông tin về ấm trần can level 8 nó đã có từ cách đây mấy ngày trước rồi á. Nhưng mà lúc đấy là toàn thông tin ở trên các mạng xã hội thôi mà. Nhưng mà mình muốn trải nghiệm thực sự ấy, để truyền tải đến các bạn thông tin nó chính xác nhất. Cho nên là mình đã chờ 1-2 hôm để mình chính mình tự lên cấp 8 để quay video. Thì đây, để mình đã lên cấp 8 và cấp 8 thì thực sự theo mình là đúng là một cú lừa anh em. Vô cùng đau đớn nhưng mà chúng ta phải đối diện sự thật bởi vì là cũng là sự thật mà. Cấp tín nhiệm thì ở đây có thưởng hạng là có như trước đã nói đó là nó mở cho mình cái động thái hình thái động tiên thứ hai. Trong cái hình thái động tiên thứ hai này mình chọn cái đỉnh thúy đại. Chọn đỉnh nào cũng thế cả thôi anh em ạ. Nó sẽ mở cho chúng ta một cái ấm trần ca thứ hai. Và ở trong cái ấm trần ca này thì cái cấp độ của tiên ấm là cấp 8 luôn. Nó là một con tiên ấm ấy thôi, nó chỉ nhảy sang cái động tiên này và nó mở cho chúng ta tất cả những khu vực mà cấp 8 nó mở ở những cái động tiên khác. Số coin ấy là nó đứng yên 30 xu trên giờ luôn. Mặc dù là trong cái phần tiên lực động tiên thì nó đã có ở bên này là 1.500 rồi đấy, đây 1.500. Anh nghe là 1.500 này thì nó phải cộng lên hơn 30 xu nhưng mà nó không cộng lên thì anh em đủ biết là mãi mãi chỉ có 30 xu. À không, không phải mãi mãi mà là phiên bản 1.5 này là như thế, còn update có hay không mình không biết. Trong cái để chắc chắn một lần nữa thì mình sẽ bỏ hết những cái bình phong của mình vào trong cái phòng này để xem nó tăng tiền lên, nó có lên không. Thực sự là không. Khi mà chế cái bình phong này thì may là trong cái video đầu tiên về ấm trần ca mình cũng nói anh em là chế hàng rào trước xong rồi chế bình phong sau, nên số lượng bình phong của mình nó cũng chỉ khoảng tầm 40 mấy cái. Không bị nhiều quá. Ok, trong phần tiên lực động tiên có 2.700 nhưng mà nó không tăng xu lên anh em ạ. Ok, thế cho nên khẳng định lần nữa đó là số coin mắc có thể đạt được là 30 xu trên giờ. Ok, cùng mình ghé qua cái shop của cấp 8 xem có những cái gì nha. Trong hàng quý động tiên này thì như trước đã ăn ở cái video cấp 6 ấy, thì để mua hết những cái item trong shop này là cần lấy tận 12.000 coin hơn. Nhưng mà với cái tình trạng cấp 8 cú lừa như bây giờ thì bạn chỉ có khoảng 5.000 coin để mua, cho nên là phải lựa chọn. Thì cái lựa chọn đầu tiên đó chính là ngựa khoảnh khắc. Cái này bỏ qua đúng không? Không nói. Bởi vì 1.200 coin để mua nhựa thì ok, chúng ta cứ coi như là nó đáng đi. Tiếp theo là kinh nghiệm anh hùng, ma khoáng tinh đúc, Mora, tinh hoa chúc phúc và dầu chúc phúc. Thì mình đang có một cái ảnh ở đây từ mạng xã hội Reddit cũng như vài nơi khác thì có rất nhiều người đã tính toán là cái số lượng cái hiệu suất giữa coin trên nhựa ấy khi đổi ra thế giới ở bên ngoài cái ấm thì nó sẽ cho một cái con số là bao nhiêu đấy. Nhưng mà thực sự tính toán thì rất là đau đầu anh em ạ. Và cuối cùng thì mình thấy là cái sự chênh lệch trong này nó cũng không quá là nhiều đâu ha. Được đánh giá cao nhất có lẽ là cái tinh hoa chúc phúc này, bởi vì là nó thứ nhất là cái màu tím. Trong đấy có hai món màu tím này. Thì cái tinh hoa chúc phúc này nó sẽ cho cái lượng hiệu suất cao hơn. Cái đầu tiên là cái nhựa phải chọn này, và sau đó chọn một món trong những cái này. Một, hoặc là nếu bạn muốn chọn nhiều món hơn thì bạn sẽ phải hy sinh cái gì? Hy sinh cái số coin để bạn mua cái bản vẽ trang trí này ha. Thì các cấp về sau gấm trần ca có xứng đáng lên không thì lát nữa mình sẽ nói tiếp theo sau ha. Nhưng mà khi mà bạn bỏ cái coin để mua cái tiền hoàng quý động tiên này thì bạn sẽ không còn cái xu để mua những cái khác nữa. Ngay cả những cái như ở bình tiên tốc này bạn cũng sẽ không thể mua được. Bởi vì như lúc nãy đã nói rồi, tức là để mua hết cái shop này mất 12.000 coin nhưng mà bạn chỉ có 5.000 coin tối đa trong một tuần. Thế cho nên là nếu bạn mua nhựa mảnh khác rồi, chắc chắn là phải mua rồi, thì những cái còn lại này là chỉ được chọn một món thôi. Thì vẫn còn có khả năng để lên cấp với trần ca. Còn nếu như bạn đã dồn hết coin của bạn vào trong cái hàng quý động tiền này thì bạn sẽ không thể lên cấp được nữa. Ok. Và tại sao lại phải lên cấp sau cấp 8? Thì đầu tiên, cái suy nghĩ đầu tiên của mình ấy là sau cấp 8 ấy là vô nghĩa. Cái việc mà bạn chăm chút cho ấm trần ca là vô nghĩa. Nhưng mà nói như thế nghe nó rất là cực đoan ha. Nghe nó rất là cực đoan.
Tại bởi vì là cấp 9 đến cấp 10 này này là nó chỉ cho mình những cái, nhưng thực sự là sau cấp 8 ấy thì những cái này là vớ vẩn. Giới hạn đủ chế tạo tăng trí tăng 5, bạn không cần phải rush tăng cấp đúng không? Tăng lên 5 thì đã chế được nhiều cái, ví dụ bạn là người chơi trang trí bạn sẽ cần cái này. Mà khóa khu thứ tư bên ngoài hoàn toàn không cần thiết, bởi vì là bạn đã có 20.000 coin trước đó rồi ha. Cấp 10 thì số lượng hình thái động tiên có thể chọn tăng đến 3. Thì câu hỏi ở đây là tại sao phải chọn đến 3 cái hình thái động tiên, trong khi mà cái một hình thái động tiên mắc là 30 xu trên giờ, 3 cái cũng mắc 30 xu trên giờ. Thời gian đâu mà dồn 3 cái hình thái động tiên để trang trí đúng không? Đó, trừ 120 nguyên thạch thì không nói rồi nha. Thì cấp 9 đến cấp 10 ở cái thời điểm hiện tại là mình thấy nó không cho cái gì cả. Nhưng mà đấy là thời điểm hiện tại đúng không? Vấn đề ở đây nó là thời điểm hiện tại. Còn trong tương lai mi chó nó có update cái gì không thì thực sự là làm sao mà mình biết được đúng không? Thế cho nên là cái việc lên cấp này nó vẫn có một chút ý nghĩa gì đấy. Nó thiên về niềm tin hoặc là bạn đầu tư cho tương lai hơn ha. Thế cho nên là cái việc mà mua hết xu ở cấp mua hết shop ở trong cấp 8 này thì có đáng hay không thì cái này lại tùy mỗi người thôi. Còn mình thì mình nghĩ là mình sẽ mua một cái cũng như khoảnh khắc và một món gì đấy trong đây. Thế thôi, còn lại thì mình sẽ vẫn mua bản vẽ trang trí, mình vẫn lên cấp một cách từ từ, từ tốn thôi, chứ còn không gấp gáp như trước nữa ha. Đó là những gì mà mình sẽ làm trong trường hợp mà anh em muốn biết ha. Mình thì sau cái vụ từ cấp 6 đến cấp 8 là mình sợ rồi anh em ạ. Mình không dám tư vấn cho anh em nữa. Nên mọi người có cái suy nghĩ gì thì hãy để lại bình luận nha. Video của mình thì còn rất nhiều thiếu sót, cho nên là nếu anh em có góp ý gì thì hãy cũng để lại bình luận cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh em nào đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một đăng ký nha. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.